Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới dạy được con cắt sắt Hitachi nha anh em. Đó, em quay vòng máy cho anh em mình xem nha, cắt sắt Hitachi nha. Đó. Đó, còn khá là đẹp nha anh em. Đó thì em xin đặt cái mã cái thông số máy cho anh em mình nha. Cắt sắt Hitachi mã là H-12A nha anh em. Điện là điện 100V nha. Con này công suất của nó là khoảng một tầm 1000 mấy W anh em. Đó. Thì dòng tua nó là 4.800 dòng trên phút nha. Đó. Nó cắt sắt Hitachi nha. Thì cắt sắt này nó có tay cầm luôn nha anh em. Đó, ngoại hình thử. Đúng máy nha anh em. Đó. Mới là trên 90% luôn. Đó, hơi chạy xước là do hàng bãi thì chạy xước là chuyện bình thường nha anh em. Đó, thì để em test máy cho anh em mình nha. Đây, để em ghi niệm test máy cho anh em đó nha. Thì anh em quan tâm đến con cắt sắt Hitachi thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.